thân chào các em học sinh, thầy là Nguyễn Kim Lượng. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chương trình khóa học lớp 9. Ở học kỳ 2 của khối 9 thì chúng ta sẽ đi về các phần chất hữu cơ. Và bài đầu tiên chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay là bài bê tông. Thì mời tất cả các em sẽ lấy tập ra để chuẩn bị chúng ta học. Bê tông có công thức phân tử là sẽ gấp 4, phân tử khối là 16. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu các phần sau. Phần thứ nhất, cảm thấy tự nhiên, tính chất vật lý. Phần thứ hai là cấu tạo phân tử. Phần thứ ba, tính chất khoa học. Và phần thứ tư là ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, đó là cảm thấy tự nhiên và tính chất vật lý. Trong tự nhiên bê tông có ở đâu? Các em quan sát các hình ảnh sau. Những bọt khí này nổi lên chính là khí mê tan. Như vậy chúng ta đã biết trong tự nhiên có ở khí bioga, khí bùn ao, khí mỏ dầu và khí tự nhiên. Mê tan có những tính chất vật lý gì? Quan sát clip, quan sát các tầng lúc nãy, các em thấy mê tan đó là chất khí không màu, không mùi, rất ít tan trong nước. Tỷ khối của mê tan so với không khí là 16.29. Như vậy mê tan nhẹ không khí. Thầy nhắc lại chút xíu, phần này liên quan đến kiến thức của khối lớp 8. 16 là khối lượng mol của mê tan, còn 29 là khối lượng mol của mình của không khí. Ngoài cái tính chất đó thì mê tan còn một chất rất khó hóa lỏng, sôi ở tầm 162 độ C. Phần này các em ghi nhận trong tập trạng thái tự nhiên chúng ta sẽ học sách giáo khoa 113. Tính chất vật lý các em còn ghi nhớ một nhỏ trang 115. Khi nghiên cứu về hợp chất hữu cơ thì chúng ta phải nắm được cấu tạo của chất. Cấu tạo sự quyết định tính chất khoa học của chất hữu cơ như thế nào. Về phần này các em sẽ được tìm hiểu sau những cái bài tiếp theo là bài ethylene, bài acetylene, bài benzene, bài rượu và bài acid acetic. Chúng ta sẽ làm rõ cái phần kiến thức này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cấu tạo phân tử bê tông. Đây là mô hình rộng của bê tông. Màu đen là carbon, màu trắng là hydro. Gốc liên kết HCH là 109,5 độ. Với cái cấu tạo như vậy, khi chiếu lên mặt phẳng, chúng ta có thể viết nó như thế này. Rồi các em nhìn cái mô hình này ha, giữa cái nguyên tử hydro và nguyên tử carbon có một cạnh liên kết. Những liên kết như vậy người ta gọi là liên kết đơn. Đặc tính của liên kết đơn này rất ít thay đổi trong các phần khoa học. Kiến thức này chúng ta sẽ tìm hiểu từ từ trong những bài sau. Vậy mình có thể rút ra nhận xét như sau. Trong phân tử mê tan có 4 liên kết đơn CH. Đây là 1 liên kết đơn. Đây là mô hình dạng đặc của phân tử mê tan. Mô hình này giống với thực tế hơn. Vậy là chúng ta được tìm hiểu xong phần cấu tạo phân tử của mê tan. Với cái cấu tạo như vậy thì mê tan sẽ có những tính chất khoa học như thế nào? Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần La Mã. Tính chất khoa học. Vậy mê tan có cháy được không? Chắc có lẽ các em đã quen với rất nhiều chất hữu cơ tự nhiên và phải nhớ tất cả các hợp chất hữu cơ đều cháy được và rất dễ cháy. Ví dụ như khí ga, xăng, dầu, thịt, cá, trứng, sữa, v.v. thì chất nó rất là dễ cháy, đặc biệt là xăng dầu, củi lửa. Các em quan sát thí nghiệm mô phỏng sau. Dẫn khí mê tan vào một ống dẫn khí. Sau đó
châm lửa đốt đèn cồn. Đốt luồng khí mê tan trên đầu ống dẫn khí, đẩy nắp đèn cồn và chụp một bóng điện lên ngọn lửa mê tan cháy. Quan sát hành quyền. Sau khi lửa tắt, lập luồng ống điện lại, rót nước vôi trong vào ống điện. Quan sát sự thay đổi màu của nước vôi trong. Chúng ta sẽ thảo luận các câu hỏi sau. Thứ nhất, mê tan tác dụng với oxy là điều kiện nào? Thứ hai, mê tan cháy trong oxy với ngọn lửa màu gì? Thứ ba, mê tan tác dụng với oxy tạo ra những sản phẩm nào? Giải thích, viết phương trình hóa học. Câu trả lời như sau. Mê tan tác dụng với oxy ở điều kiện nhiệt độ cao. Mê tan cháy trong oxy với ngọn lửa màu xanh, sản phẩm tạo thành là nước và khí carbonic. Phương trình hóa học sẽ ra như sau. Mê tan tác dụng với oxy ở nhiệt độ cao tạo thành khí CO2, khí carbonic và nước với hệ số cân bằng là O2 và H2O. Phần này chúng ta sẽ ghi nhận kiến thức trong tập như thế này. Như lúc nãy em thấy là mê tan đã cháy được, nên phản ứng tác dụng với oxy chúng ta hay gọi là phản ứng cháy. Sản phẩm tạo thành là CO2 với nước và rất là nhiều nhiệt. Bản chất của phản ứng tác dụng với oxy hay phản ứng cháy là phản ứng oxy hóa hoàn toàn. Tất cả các nguyên tử carbon trong một chất sẽ kết hợp với oxy để chuyển thành khí CO2, còn phần hydro nó sẽ kết hợp với oxy để chuyển thành H2O. Phần này các em nhớ kỹ, bởi vì tất cả các hydro carbon khi cháy đều có sản phẩm là CO2 với nước do thành phần cơ bản của chúng. Hỗn hợp của mê tan và oxy là một vật nổ, và nổ mạnh nhất khi tỷ lệ thể tích của mê tan với oxy là 1:2. Mê tan là một trong các chất khí có mặt trong bình ga ở nhà chúng ta sử dụng. Vậy nếu mà ga nó rỉ ra ngoài không khí, chúng ta bước vào nhà đi, chúng ta thấy có mùi hơi ga thì mình sẽ bật bề ga lên kiểm tra ga đâu, đúng không? Chắc chắn là không được, tại vì nó sẽ nổ. Vậy các em về nhà em suy nghĩ thử, tại sao hỗn hợp ga khi nó xì ra không khí nó lại nổ, mà chúng ta đốt trực tiếp trên bếp ga nó lại không nổ? Bạn nào trả lời được câu này sẽ có phần thưởng của thầy. Tính chất thứ nhất của mê tan là do thành phần phân tử quyết định. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tính chất tiếp theo, do liên kết giữa các nguyên tử quyết định. Liệu mê tan có tác dụng với ngon hay không? Hãy quan sát thí nghiệm mô phỏng và thảo luận trả lời một số câu hỏi sau. Các em xem thí nghiệm mô phỏng. Thầy sẽ tiếp lời nha. Thí nghiệm cho hỗn hợp mê tan đặt lo vào bình pháp giá, đẩy nút lại và đưa ánh sáng một thời gian, quan sát sự chuyển đổi màu của bình phản ứng. Sau một thời gian, mở nắp bình, cho nước vào bình phản ứng. Cho mọi người một mẫu giấy bị tính, quan sát sự thay đổi màu của mẫu giấy bị. Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi thảo luận sau. Thứ nhất, mê tan có tác dụng với clo không? Nếu có thì phản ứng xảy ra ở điều kiện nào? Thứ hai, hãy mô tả lại hiện tượng nếu có. Câu trả lời, mê tan tác dụng với clo khi có ánh sáng. Tác dụng khi có ánh sáng nha. Thứ hai, khi đưa ra ánh sáng, màu vàng nhạt của clo mất đi, cho nước và chuyển vị trí vào sản phẩm, vị trí chuyển sang màu đỏ. Phần thảo luận tiếp theo, dựa vào mô hình phân tử mê tan và clo, em sẽ tiến hành lắp ráp để tìm ra sản phẩm của phản ứng, từ đó viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng bằng công thức cấu tạo. Đây là mô hình của phân tử mê tan. Đây là mô hình của phân tử clo. Bây giờ thầy sẽ lắp ráp giúp các em để xem sự chuyển đổi tạo thành sản phẩm. Khi phản ứng sinh ra hai phân tử tiếp xúc với nhau, một nguyên tử clo sẽ thế một nguyên tử hydro trong phân tử mê tan.
Như vậy là lúc này hai phân tử của chất phản ứng không còn nữa, nó đã hình thành hai phân tử sản phẩm. Rồi nhìn trên đây chúng ta sẽ thấy công thức của nó là gì? 1C3H1CL, tức chính là CH3CL. Sản phẩm phụ không có carbon là HCl. Sản phẩm là CH3CL và HCl. Phương trình hóa học xảy ra như sau: các quan sát sự chuyển đổi các ký tự trong phân tử chất tham gia. Một nguyên tử clo đã thế một nguyên tử hydro để tạo thành sản phẩm CH3CL và HCl. Chúng ta trình bày khi tác dụng thứ clo nhớ điều kiện là phải có ánh sáng. Sản phẩm tạo thành CH3CL có tên gọi là benzene chloruro và khí hydro chloruro HCl. Rồi mình qua đây ha. Vấn đề đặt ra của mình là vậy, bây giờ nếu có biết một cái phân tử clo khác mà nó tấn công vô cái sản phẩm này thì đối với em ha, cái hydro này có tiếp tục thế vào cái clo hay không? Mình sẽ mở rộng kiến thức ra một chút nhé. Vậy cái phản ứng của clo với beta như vậy người ta gọi nó là phản ứng thế. Và nguyên tử clo có thể thay thế hết hydro trong phân tử beta qua bốn sản phẩm thế. Thế giai đoạn 1 tạo CH3CL, thế giai đoạn 2 tạo CH2CL2, giai đoạn 3 tạo CHCL3 và giai đoạn 4 tạo CCL4. Các em chú ý là cho dù thế giai đoạn nào đi nữa thì xung quanh carbon vẫn phải đảm bảo có 4 nguyên tử. Đây, xung quanh carbon vẫn phải đảm bảo 4 nguyên tử ha. Sản phẩm phụ không chứa carbon lúc nào cũng là HCl. Tại vì một cái hydro đi ra thì một nguyên tử clo sẽ thấy vô, nên sản phẩm phụ luôn là HCl. Nhớ cái này em sẽ làm được một bài tập trong sách giáo khoa ở dạng trắc nghiệm. Như vậy là chúng ta vừa thực hiện xong phần tính chất hóa học của beta. Với những tính chất như vậy thì beta sẽ có những ứng dụng gì? Beta cháy được và khi cháy nó tỏa nhiều nhiệt, cho nên nó sử dụng làm nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. Beta còn là nguyên liệu để điều chế hydro theo sơ đồ phản ứng. Cho beta tác dụng với nước ở điều kiện nhiệt độ và xúc tác thích hợp tạo khí carbon nick và khí hydro. Khí hydro có nhiều ứng dụng quan trọng ở lớp 8 chúng ta học rồi, ví dụ như để điều chế acid formic, để dùng trong các phản ứng điện kim phụ kim loại tạo thành kim loại nguyên chất. Beta còn được dùng để điều chế bột than và nhiều chất khác. Bột than này có phải là bột than để, chắc bạn sẽ thắc mắc là bột than nó để đây được chế làm gì? Không phải, bột than này chúng ta sẽ dùng trong công nghệ phòng độc, làm than hoạt tính, làm bực máy ưu vi tính. Những cái loại than thông thường không thể làm bực máy ưu vi tính của em đâu. Và đây là bột than điều chế từ phòng thí nghiệm. Và đem beta còn được dùng để điều chế trụ metallic. Từ một metallic người ta sẽ điều chế tiết ra acid formic và acid acetic. Đó chính là giấm hóa học mà các em để dùng làm sạch, rửa sạch các vết tẩy bẩn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua phần ứng dụng. Phần này các em sẽ đọc sách giáo khoa trong 115. Mình sẽ cùng ôn lại kiến thức đã học qua hai câu hỏi trắc nghiệm sang nha. Câu thứ nhất, hãy chọn cách câu đúng. A nhỏ cây tan trái tạo thành hơi nước và khí lưu huỳnh dioxit. Thầy xin phép hỏi đọc nha. Các em chọn đọc ha. Bây giờ em thích câu gì? Câu C thử nha. Chúng ta chọn xem câu C được mới sao. Ồ, tiêu rồi. Bây giờ câu khác. Câu A.
tiêu luôn. Nơi ra các dụng cụ to khi có ánh sáng cầu này đúng không? Đúng. Các em nhớ điều kiện là khi phản ứng beta chúng ta xảy ra phải có ánh sáng. Trong phân tử beta có 4 liên kết đơn CH. Đúng. Đây 4 liên kết đơn CH hỗn hợp giữa beta và lo ở hợp đổ. Không phải vì hỗn hợp nào mới đổ? Hỗn hợp của cái beta và cái oxy là hợp đổ, tổng hợp K với oxy luôn nha. Nhớ. Câu thứ hai, hãy tìm những câu sai. Có 5 lựa chọn. Bây giờ chúng ta chọn ngẫu nhiên một câu nha. Trong phản ứng hóa học giữa beta và clo chỉ có duy nhất một cái tử hydro của beta có thể được thay thế bởi vi tử clo. Câu này là câu chọn chính xác. Tại sao? Bởi vì câu này là câu sai. Lúc nãy mình học rồi, bốn vi tử hydro đều có thể bị thay thế chứ không phải là một vi tử hydro duy nhất được thế. Hỗn hợp hai thể tích beta và một thể tích oxy là hỗn hợp đúng không? Đây là hỗn hợp là lựa chọn chính xác. Bởi vì thực tế không phải là hai thể tích beta mà đã đảo ngược lại, một thể tích beta và hai thể tích oxy thì hỗn hợp mới đúng không? Beta tác dụng với clo ở điều kiện thường. Đây là hỗn hợp lựa chọn chính xác. Bởi vì phản ứng xảy ra là có điều kiện gì? Ánh sáng. Và có học chuyện beta đặt lo được gọi là phản ứng thế. Tại sao lựa chọn này không được? Bởi vì thực tế phản ứng đó thường gọi là phản ứng thế. Beta cháy phải nhiều nhiệt nên nó được dùng làm nhiên liệu trong đời sống và trong sản xuất. Lựa chọn này cũng không chính xác. Bởi vì thực tế nó đúng như vậy, nó phải nhiều nhiệt được dùng trong đời sống và sản xuất. Bài học chúng ta đến đây đã kết thúc. Thầy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi tiết học ngày hôm nay. Về nhà, các em sẽ làm tất cả bài tập trong sách giáo khoa trong 116, chuẩn bị bài số 37 trên đi lên, chuẩn bị là đọc trước bài liên hệ kiến thức cũ, học bài 36 về beta và tìm phần điều chế beta. Nếu có thắc mắc gì, các em có thể liên hệ với mail của thầy. Địa chỉ mail là luong.nguyenkim@gmail.com. Chân thành cảm ơn các em đã tham gia tiết học. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan và học giỏi. Chào các em và hẹn gặp lại ở những tiết học sau.